xin chào tất cả mọi người đến với kênh của Hoàng Thống. Hôm nay nhân một ngày cũng không được đẹp trời cho lắm, nhưng mà Hoàng Thống lại có một cái siêu phẩm cực kỳ là mới. Mới là sao? Các bạn thấy không? Đây là nó dựa trên khung gầm của một chiếc xe hai bánh. Và động cơ thì các bác nhờ bạn quay phim có thể quay gần vào đây. Động cơ thì thôi rồi, không phải là hàng vớ vẩn đâu nha các bác nhá. Cái xe này với động cơ là hơn 3k nha các bác nhá. Đấy. Thì xe này có gì đặc biệt các bác nhỉ? Đây. Nhờ các bác có thể nhìn trực tiếp vào đây. Đấy, các bác thấy không? Đây là một cái dàn thăng bằng rất hiện đại luôn. Đấy. Rất hiện đại luôn. Và xe này được trang bị là sao? Đây, chúng ta được cái càng chữ A đằng trước nhé. Càng chữ A đằng trước. Và phanh đĩa này, ba phanh đĩa anh em nhé. Cái sự cân bằng thì rất là tốt. Thì Hoàng Thống cũng vừa đi cho anh em xem. Còn cái xe này được sử dụng với hai cái, ba cái lốp với thông số là 80/100-12. Rất là lớn. Tốc độ thì khỏi phải chê. Mình chưa dám đi hết tốc độ luôn. Bởi vì nó khá là mạnh. Động cơ 3,2 kW các bác nhé. Đây, đây là phần đèn. Đấy. Tất nhiên là sẽ có cốt pha đầy đủ các bác nhé. Đấy. Nhìn rất tây luôn. Còn phần này là cái gì? Đề mi LED các bác nhé. Đấy. Nó là cái giống như là cái lăng tét ấy. Đèn định vị ban ngày. Đèn định vị. Đấy. Tất nhiên thì những cái xe đắt tiền này thì sẽ có xi nhan trước sau đầy đủ. Các bác thấy không? Đấy. Rất hiện đại luôn. Xi nhan rất là xịn sò. Đấy. Trên xe thì chúng ta có gì? Chúng ta sẽ có là số tiến, số lùi đầy đủ nhá các bác nhé. Đây là công tắc, nó không khác gì một cái xe bình thường. Có số tiến, số lùi này. Khác hơn xe bình thường là được. Có tiến lùi này. Đây là cái ép số thể thao các bạn nhé. Lên số ở đây. Đây là đèn công tắc. Còn quay lại với bên này chúng ta sẽ có đèn cốt pha passing. Passing cái này nó không có nút thừa mà chúng ta sẽ có một cái phần ở dưới ấn thẳng mà luôn. Còn đấy. Thương hiệu thì khỏi phải chê rồi. Cái xe này thì thương hiệu nó sẽ là để khắp xe luôn. Đảm bảo đồ chính hãng. Đấy. Có công tắc top start, ngoài ra chúng ta sẽ có được cả cái remote theo xe. Remote theo xe và chính hãng luôn nha các bạn nhé. Chính hãng luôn. Đấy. Cái xe này thì được chạy pin các bác ạ. Cái pin này là 48A thì phải. Nhưng mà chạy pin thì rất là khỏe. Bây giờ chúng ta sẽ thử vòng xem là có tác dụng như thế nào. Đấy, và các bác xem. Chưa quen các bạn. Cái này phải đi nhanh một tí. Đấy. Rất là giới trị mà. Và còn có cả số lùi nữa. Đấy. Đầy đủ số tiến lùi. Chúng ta sẽ được một cái xe giống như là một xe hai bánh bình thường, nhưng mà cái phần đầu nó đã được cải tiến. Ở đây chúng ta có cái phần xách xe, quay xe này, động cơ Bosch Đức này. Nhìn rất thiết kế rất hiện đại, rất cá tính. Chúng ta sẽ có một cái phần cốp đồ ở đây. Chúng ta sẽ có cốp đồ ở dưới này. Cái yên này mở ra được, nhưng mà nó cái phần này thì không được nhiều đồ cho lắm, nhưng mà chúng ta sẽ có cái phần cốp đồ ở dưới đây. Đây. Cốp đồ ở đây. Đấy các bác thấy không? Đấy. Còn bên này chúng ta có gì? Đấy. Rất một nút mà hai chế độ. Chúng ta có pin. Pin lithium ở đây. Đấy. Rất tiện lợi. Đối với những cái sản phẩm mới như thế này thì Hoàng Thống cũng chưa được set up được hết, cho nên là rất nhiều thiếu sót. Thì mong anh em có thể thông cảm cho Hoàng Thống. Thì mời bạn có thể qua đây để xem cái chế độ vận hành của cái dàn đằng trước này, các bạn thấy không? Đấy.
vì nó rất là mới cho nên hoàng thống cũng chưa reset được hết những cái tính năng của nó. Rất là mềm, cái hệ thống càng chứa A này sẽ là rất là mềm, và các bạn thấy không, thiết kế nó rất chắc chắn và ổn định đấy. Những cái trục này được nhà máy sản xuất rất là chắc chắn, và trên những cái càng chứa A này luôn có logo của công ty nhé, Doha này nhé các bác nhé. Đấy, từ những cái nắp trục bằng cao su thì cũng đã có những cái thương hiệu, thì từ đấy mình các bạn chắc chắn là đây là một cái xe có thương hiệu, cho nên là cái giá của nó cũng khá là cao, đâu đó đâu 90 triệu và các bạn, nó cũng hơi là cao, nhìn độc thật đấy, nhưng mà cũng hơi là giá nó khá là cao, vì cái xe này bên Hoàng Thống đang phân phối chính hãng, cho nên là cái những chiếc xe này các bạn có thể đăng ký chính chủ đấy. Các bạn có thể đăng ký chính chủ nhé. Ngoài đây các bạn ngồi sau thì cũng khá là ổn định, cũng khá là rộng, không khác gì một chiếc xe hai bánh bình thường luôn. Chúng ta sẽ có chân trống này, và cái phần để chân cho người đằng sau khá là rộng, Mọi chi tiết thì các bác có thể liên hệ với Hoàng Thống trực tiếp bằng cái số điện thoại là 0985 839 983. Thì anh em nào quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp. Và mình cũng xin nói trước là cái xe này nó khá là đắt, đâu đó là 90 triệu nha các bác nhé. Mình đã báo giá như thế cho nên là mình sẽ không để giá trên màn hình nữa. Ok ạ, cảm ơn mọi người.